Tỉnh Top xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tỉnh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách làm sao mà để giảm ngắn cái công đoạn, cái thời gian giảm ngắn cái thời gian làm tháo lắp cho bệnh nhân mà vẫn giữ được đầy đủ cái công đoạn đó. Bởi vì cái phục hình tháo lắp ấy, thì đối tượng bệnh nhân của chúng ta thường là những người cao tuổi, những cụ 6, 70 rồi, 8 thậm chí là 80 còn hơn nữa. Và cái việc đi lại của các cụ rất là khó khăn. Đâm ra là tuổi cao rồi là sức khỏe yếu, các cụ là cũng ngại đi lại đó. Thế làm sao mà chúng ta vẫn làm được cái việc là đầy đủ quy trình nhưng mà rút ngắn được thời gian? Thì đó là cái vấn đề hôm nay là tỉnh muốn chia sẻ với các bạn. Thì khi bệnh nhân tới làm ấy, thì thay vì chúng ta phải làm từng bước một, lấy dấu xong là gửi xuống lab để lắp làm cái thìa cá nhân, xong lại gửi lại phòng khám, trong phòng khám lại phải hẹn bệnh nhân, xong rồi lấy dấu vành khít, xong là các bạn lại phải gửi xuống lab để làm nền tạng mối sát, mất rất nhiều thời gian. Thay vì những cái điều đó thì khi bệnh nhân đến chúng ta làm một lượt luôn, và để làm được thì chính các bạn có thể là phải tự làm mối sát hoặc là cho các bạn phụ tá hay là kỹ thuật viên của nha khoa làm. Nhưng mà các bạn ấy chưa được học, không ai chỉ, và những cái vật liệu từ trước là làm rất là khó khăn, dẫn đến là các bạn sẽ ngại làm. Nhưng mà hôm nay tỉnh chia sẻ với các bạn cái cách làm bằng cái vật liệu mới, hoàn toàn là happy luôn, rất nhanh, rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nhanh, tiện, sạch sẽ là cái những yếu tố đòi hỏi là rất là tiện lợi cho phòng khám rồi. Vậy các bạn không giống như xưởng mà phải làm lích kích, nhưng mà những cái vật liệu này giúp các bạn là nhanh sạch. Đấy, nhanh và sạch mà vẫn giữ được các khâu, không bỏ sót bước nào, và làm cực kỳ nhanh đấy, bệnh nhân sẽ không phải đợi lâu. Thì sau đây thì những vật liệu đó là vật liệu nào, thì sau đây tỉnh sẽ chia sẻ các bạn những loại vật liệu để làm trên phòng khám. Vật liệu gì? Đầu tiên là cái miếng dán khay, đây gọi miếng dán khay. Ok, miếng dán khay. Là sao? Nó rất là sạch sẽ này. Cái thứ hai là nó là những vật liệu để chiếu đèn, độn hạt com nhiều ấy, khi mà chiếu đèn thì nó sẽ khô đó. Và cái đèn ấy, chứ chiếu bằng đèn nào, thì ở đây chúng ta không phải tốn tiền mua những cái đèn hộp như này. Đây, đèn hộp như đèn như đây, đây là cái đèn hộp đó, thì không cần. Cái đèn này là lát chuyên dụng thôi đấy. Còn đây, còn chúng ta sẽ mua cái đèn này. Đây là cái đèn săn nút này. Đấy, đèn này là làm leo đó, tự động cảm biến. Đấy, đèn làm leo có mấy trăm nghìn thôi, khoảng tầm 600-700 gì đấy. Cái đèn này 600-700 rất là tiện cho phòng khám. Các bạn nữ mà trên phòng khám sau khi làm xong có thể sơn móng luôn. Đấy. Và cái miếng này, đấy, miếng này là cái miếng được chiếu đèn quang trùng hợp và được bán rất là nhiều, của hãng Rexmark luôn. Đó, thì bên DOE cung cấp này, hoặc các bạn có thể liên hệ qua mình. Đó là hai cái vật dụng cần thiết. Tiếp theo đó là cái vấn đề là mẫu sơ khởi rồi. Cái mẫu này chúng ta chuẩn bị là phải có bệnh của bệnh nhân rồi. Và các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái gọi là cái bôi trơn chống dính, đó là cái Vaseline, là cái thuốc lẻ chân ấy mà bán ở các cái hiệu thuốc, thì bạn có thể mua cái đấy để bôi lên nền hàm để chống dính. Nhưng ở đây thì tỉnh sẽ không dùng cái Vaseline đó, bởi dưới xưởng thì có tiện hơn, tỉnh dùng cái nước cách ly. Có nước cách ly. Đó. Và sáp gối, dao mổ là cái này chắc là phòng khám không thiếu gì rồi. Và thìa múc thì chắc các bạn nếu có thì rồi thôi, mà không có thì các bạn phải sắm thêm. Sáp lá. Đấy. Trên phòng khám thì cứ dùng cái loại sáp Cavex xịn sò này cho nó sướng, cho nó an toàn. Đấy. Thì với tần đó là vật liệu thôi là chúng ta cũng có thể làm được rồi. À quên, tí quên. Các bạn phải có cái đèn cồn. Đèn cồn đây, cái đèn mình ở xưởng mình chế thôi, còn xong mua đèn cồn sẽ không có như này. Đó. Thì sau đây tỉnh sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm một cái thìa cá nhân rất là nhanh. Vài phút thôi là chúng ta đã có một cái thìa cá nhân. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải xác định được cái biên giới vành khít mình làm đến đâu. Đây là tỉnh đã vẽ trước rồi. Chuẩn ra thì các bạn sẽ vẽ làm hai đường, một cái đường đáy bên dưới, cái đường là xác định là sau này đấy, nó sẽ cách nhau 2 mm. Đúng không? Mình xác định như này để tí mình cắt cho nó chuẩn. Được chưa? Đấy là hai ranh giới.
bạn thấy một cái đường bút chì và một đường bút dạ, đúng không? Đó. Đó. Đây. Đó. Cái vạch chít phía sau của hàn trên là trùng nhau nhá, trùng nhau. Đó, thì ở đây vẽ hai cái đường ra để xác định được mình cái đường mình làm đến đâu. Đây, như tỉnh chia sẻ là cái đường tỉnh làm là đường bên trong nhá. Bao dạng thế, vẽ hai đường cho nó dễ và mình sẽ làm đường bên trong. Đó, mình sẽ làm đường bên trong. Thì các bạn có thể là không có cái sáp, các bạn quét trực tiếp lên đây. Không sao cả, quét trực tiếp lên đây nhá, ok. Cái làm là quét trực tiếp lên đây được. Hoặc có thể lót một lớp sáp yên vào đây. Đây này. Đấy, lót vào đây. Ok chưa, lót vào. Cắt theo cái đường trong. Ok chưa. Với cái đường ngoài là sau này là đường của cái silicon. Nên là mình không được làm ra vành ngoài. Sáp yên. Đấy. Các bạn có thể làm thêm cái chống lún ở đây. Ở đây. Ở trong lền hàm ở đây. Ok. Và ở đây nữa. Cho bên trên này đi. Đúng phần phía trước này đi. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái đây này. Cái miếng này. Đây. Khi chúng ta vẽ rồi thì nữa chúng ta cắt, thiếu chúng ta bù. Đúng không? Là các bạn có thể dùng chính cái thìa cá nhân này, sau khi lấy dấu vành khít sau master sau cùng xong là các bạn dùng chính cái thìa này để làm sắp cắn luôn. Cho nên là chính vì thế tỉnh sẽ không làm cái quai. Tỉnh sẽ không làm quai nữa, mà tỉnh làm những cái điểm lưu cho gối sáp sau này là mình làm cái gối sáp nó bám vào đây. Đấy, nó không bị bong. Đó. Ta sẽ bấm vào đây những cái điểm lưu. Đúng không? Đấy, những cái điểm lưu. Đấy, chúng ta làm được một cái phần gọi là phần này là lèn thìa. Lèn thìa. Đó. Rồi, ok, đừng để nó dày quá. Bởi vì dày quá thì cái vành khít của chúng ta cho nó lại sẽ dày, cho nên là chúng ta phải mỏng vừa thôi, khoảng tầm 1 đến hơn 1 mm một chút thôi. Đấy, 1 đến 1,5 mm là ok rồi. Miết lại, ok. Đấy là với hàm trên nhá. Hàm trên. Và sau đây cho vào đây khoảng tầm 60 giây đấy. Các bạn cho vào là nó tự sáng. Đấy, cho vào nó tự sáng. Thì đợi khoảng 60 giây thôi. Là nó sẽ khô. Đấy, đợi 60 giây, trong lúc đợi 60 giây của cái hàm trên này ta tiến hành làm hàm dưới. Đây là cái hàm dưới, thấy chưa? Đấy, tiến hành làm hàm dưới vào đây. Những cái hàm dưới này như thế sẽ phải xác định luôn. Đó, cái hàm dưới nó hơi khó hơn chút. Đó, đây này. Các bạn chú ý đặc biệt chú ý là phần gối hậu nha. Đấy, phần này rất mềm. Rất mềm, rất dễ biến dạng, cho nên là chúng ta phải đánh dấu kỹ lại. Phải dặn kỹ thuật viên hay là những bạn phụ tá của mình làm là phải đánh dấu kỹ lại vùng này. Và khi làm thìa cá nhân vẽ của hàm dưới, đó, chỗ này là cái chúng ta lại vẽ hàm dưới đây, cái này là cái của phần dây chẳng xi lưu. Đó, mà các bạn đánh dấu nó không hiện ra đâu, nhưng các bạn xác định được. Nó nằm sát luôn phần thắt của cái phần gối hậu nha, thì dây chẳng xi lưu nó nằm ngay cạnh nút thắt đó. Bao giờ nó nằm ngay cạnh đấy. Và đây vùng đệm má phía ngoài vẽ ra, đúng không? Đó. Đấy. Cái hàm dưới thì sống hàm rất là ngắn, nhưng các bạn có thể xác định đường là ở những cái vùng như đệm má là đường ngoài và đường trong. Đấy. Thì sau thì tí các bạn sẽ tha hồ mà chỉnh sửa được, các bạn sẽ xác định được làm tới đâu. Làm xong rồi mái bớt đi. Đấy. Bên trong này là phần G chéo trong. Các bạn phải đi xuống dưới bởi bao giờ cũng thế. Làm phải vượt qua giờ chéo trong, các bạn khám ấy đấy. Phần này phần G chéo trong. Tách ra phần thắng lưỡi bên trong. Đó, gờ chéo trong đây và đi ở lên. Các bạn thường các bạn làm ôm hết đây nhá, ôm hết phần đằng sau gối hậu nha này sao? Bệnh nhân rất là vướng khó chịu, có nhiều cái khi các bạn làm vùng nào lẹm ấy, ép nhựa ra lẹm ấy thì nó rất là khó xuống và gây đau ở chỗ này, cho nên là sẽ thắt đó. Đó là chúng ta vẽ được rồi, được chưa? Vẽ được rồi. Thìa cá nhân cho cái hàm dưới này. Đấy. Vẫn là cái câu như lúc nãy thôi, các bạn có thể là bôi vaseline những cái điểm lẹm này, các bạn đắp lẹm này thôi, đắp lẹm vào điểm hõm đắp lẹm vào. Đấy, các bạn phải dùng đèn cồn. Đây, mình sẽ thử luôn. Các bạn sẽ phải dùng. Đấy, đèn cồn. Đèn cồn đây là các bạn nhìn thấy vùng lẹm nhá, mình sẽ đắp. Đó, mình sẽ đắp lẹm cho bạn xem. Thì ở đây cái hàm dưới này mình sẽ không dùng cái sáp yên này nốt này nữa, mà mình làm trực tiếp lên luôn, quét cái ly trực tiếp luôn sau khi đắp lẹm những vùng lẹm. Đấy, hôm nay này để cho các bạn thấy là có hai cách mà, thì phải trình bày cả hai, hàm trên một cách, hàm dưới một cách. Và các bạn làm có sáp yên cũng không sao cả nhá. Ok, chúng ta đã đắp lẹm được rồi, thì bây giờ là quét cái ly. Đấy, quét cái ly. Đấy, các bạn không có cái nước cách ly này thì các bạn có thể dùng cái vaseline. Nhớ nhá, các bạn dùng vaseline. Vaseline để làm nó không dính vào cái thành mẫu tay cao của mình. Những cái vùng lẹm phải đắp vào. Không có nhức nó
lại vỡ cái mẫu thịt cao hoặc là gãy cái thìa. Đó. Và sau đây này, chúng ta lại làm tiếp lấy một cái miếng mới. Đấy, thì đâm ra các bạn thấy làm cái vòng cái phương pháp này là cái thìa cá nhân nó rất đơn giản không? Cắt nó hơi rộng ra một cái đã, tránh việc là mình cắt nó lại lạm vào lẹm vào cái phần kia quá rồi cắt rộng ra đã. Xong sau đó ta chỉnh sửa sau. Và khi làm cái phần này với cái thìa cá nhân làm dưới nhá, có một điều các bạn hết sức chú ý khi mà các bạn tận dụng chính cái thìa này làm cái gối sáp, cái sáp cắn của mình, thì cái phần này nó phải mỏng. Cái phần mà ôm gối hậu nha nó phải mỏng. Nó mỏng tại sao nó mỏng? Tí nữa cái đoạn kia tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lý do tại sao nó mỏng để mình tránh nó, mình làm mình phải rút kinh nghiệm và mình tránh nó ra. Đừng làm nó dày. Đó. Ok. Các bạn phải làm cái nút thắt để tránh cái dây chằng si lưu. Cái dây chằng này lấy dấu thì có nhiều hàm tỷ lệ nó hiện lên nó thấp lắm. Mà có khi trên miệng khi bệnh nhân cử động thì nó mới hiện ra thôi. Thì nó mới thể hiện cái dây chằng lên thôi, cho nên là khi mà làm cái gối sáp hàm dưới là hết sức chú ý đến cái phần đó. Ok, thế đây là chúng ta được cái lèn rồi và chúng ta lại tiếp tục giống hàm trên thôi. Ok. Cho nó nằm vào đây, nhô lên. Ok rồi. Sau đó cho vào. Ok. Rồi, đấy các bạn cho vào là cái đèn này nó tự cảm ứng luôn. Và đợi, trong khi chúng ta đợi cái hàm dưới nó được nó khô cứng thì chúng ta tiến hành làm cái hàm trên. Làm gối sáp cái hàm trên, đó, đấy. Đây rồi. Có đấy các bạn nhìn khi điểm trùng đúng các tí các bạn sẽ thấy nó nhô lên này. Đấy, nó nhô lên này, nó hình vuông nó nhô lên này. Đấy, chúng ta bóc hết rồi. Thì nếu như phòng khám nào có cái marathon thì chúng ta sử dụng marathon. Nếu không có marathon thì chúng ta sẽ dùng cái tay khoan thẳng ấy, tay khoan chậm của phòng khám ấy. Và khi làm xong rồi nhớ đậy cái này nhá, đừng để ánh đèn là nhiều nó sẽ khô. Cái này cứ bị chiếu đèn là nó bị khô đấy, nên đậy vào đèn. Vậy tại sao còn thiết kế là bằng cái vỏ đen, tránh tiếp xúc với ánh sáng. Chúng ta sẽ làm nguội, làm gọn gàng cái này cho đỡ sắc, để nó đỡ đâm vào niêm mạc của bệnh nhân. Đó, trong khi làm chúng ta có phải kiểm tra lại chắc ăn. Được chưa? Đây các bạn nhìn em, đúng hết những cái đường vẽ chưa? Đó, đúng hết đường vẽ rồi. Đấy, đúng hết đường vẽ rồi thì bây giờ ta tiến hành làm gối sáp. Chúng ta làm gối sáp trực tiếp lên đây luôn. Để sao? Tí nữa chúng ta lấy vành khít, chúng ta không phải làm gối sáp nữa mà chúng ta làm lên luôn. Thì đây, những chiếc sáp gối, và bây giờ đến tác dụng của sáp gối và đèn cồn. Đó, uốn cong. Mùa này thì nó hơi dễ một chút. Mùa hè thì các bạn mua cái sáp nó cứng hơn một chút. Bởi vì sáp gối nó có hai loại, một loại mùa hè, một loại mùa đông. Mùa đông thì lại mua cái loại mềm, mà mùa hè mua loại cứng. Bởi mùa hè thời tiết nóng lực mà ta làm cái loại mềm thì nó rất dễ là biến dạng. Đây, mình sẽ dùng cái sáp này. Sáng xịn mịn luôn cho nó nhanh. Đấy. Về nó lại, chẳng bắt đầu giỏ. Có thể là múc, nhưng đây mình sẽ hơ cái này mình múc. Rất đơn giản thôi. Và bây giờ này, chúng ta sẽ tiến hành dùng dao hơ nóng này. Mít nó xuống thôi. Nhiễu cái sáp này. Cắt chỉnh theo ý, nhưng ở đây là tỉnh có cái chuyên dụng. Tỉnh có cái chuyên dụng này. Đấy, đồ... Đó, các bạn tí các bạn sẽ nhìn thấy cái này, rất tuyệt vời. Đó, nhớ khi làm các bạn phải lót giấy nhá, lót giấy các bạn báo vào để đỡ rơi ra cái bàn làm việc các bạn, nó bẩn. Sáp này rất là khó cậy. Đó. Đây thì tỉnh chứ có cái này. Cho nên là nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đó, đấy có cái này hư lắm rồi. Đấy. Yeah. Ok. Lấy được cả phần đằng sau này luôn. Đấy, cái tuyệt vời của cái sản phẩm này sao? Nó làm cho cả phần đằng sau này rất là đẹp luôn. Đó. Ok chưa? Chúng ta phải là tại sao phải làm chéo này? Thường thì cái góc răng hàm này bao giờ thế, để cao thì nó chạm sớm nó kênh cả gối sáp lên, chúng ta nên phải thấp, làm thấp nó xuống. Đấy, chiều cao của hàm trên là 22, trong này là 20, hàm dưới 18 và 16. Đấy. Đấy. Chiều cao của gối sáp qua đấy nhá, lấy cái thước. Và chiều cao từ đáy hành lang lên từ cái điểm lên là 22. Trong này là 20. Đó. Về mặt này rộng 4mm. Cái này có thể cắt nhỏ đi. Ok, thì chúng ta đã có một cái gối sáp đẹp luôn. Đó. Thì các bạn thật ra thì ở trên phòng khám thì cũng có thể là mua một cái đèn này mấy trăm thôi, mua cái đèn mấy trăm thôi, bật lửa, gọi như bật lửa đấy, làm nó nhấn mịn lại là ok. Đây mình nào, các bạn có thể không được vì khi các bạn làm vuốt sáp nó mịn rồi, đâu ok được. Và chúng ta để đây chờ nó khô, chờ cái sáp này nó khô thì chúng ta lại bắt đầu tiến hành lấy cái hàm dưới ra, thì chúng ta sẽ tiến hành làm thôi. Nếu bạn nào không muốn vá hoặc là hàm lại thì các bạn có thể làm cái gì mới và giúp kinh nghiệm. Những cái lần trước là mình sẽ làm sáp lại cho nó tốt hơn, nó rộng hơn một chút không sao cả. Đó, cái phần này tương đối là mỏng.
Ok. Đấy. Chúng ta làm sao nó bo nó tròn lại để nó tắc. Mà tắc cứ bạn nhân đâu rồi nó không được làm, cho nên chúng ta phải bo tròn lại. Ok, thì chúng ta đã có một cái thìa cá nhân. Tách cái phần thắng lưỡi bên trong ra, ok. Rồi, khi chúng ta có cái phần thìa này rồi. Đấy, thì chúng ta bắt đầu làm mũi sáp lên. Ta lưu ý nhá, bao giờ cũng thế, cái điểm cuối ở gối sáp này nó sẽ bằng 1/3 của gối hậu nha này. Đấy, cho nên là không cần làm quá sâu đâu. Đấy. Và chúng ta cũng có thể chúng ta dùng dao mổ cắt đi, cắt cho nó phẳng view đi. Nên đây tỉnh có cái tỉnh có dụng cụ thì tỉnh sẽ làm luôn bằng cái này. Đó. Đấy, hơi nóng một chút thôi. Đấy, chúng ta cắt thì nó có thể sẽ nó lệch, nhưng mà chúng ta hơi nóng ra này thôi là nó sẽ bằng luôn, nó sẽ đều luôn. Đó, đây, ok. Thì với hàm dưới thì như này chưa phải là xong. Đấy, bạn đã có một gối sáp hàm dưới rồi nhưng nó chưa xong. Hàm dưới thì nó chỉ thực sự xong khi mà chúng ta đục lưu ở phần hai gối hậu nha, đục lỗ. Tại sao phải đục lỗ? Đúng không? Mà đục lỗ thì bạn to như nào, đục lỗ bao nhiêu, nó có tỷ lệ. Đó, cách nhau khoảng 1 mm. Hoặc là 2 mm thôi, khoảng gần đó, bạn đục lỗ này. Đục lỗ này. Đục lỗ ở đây có một cái gì? Đúng không? Phần, bởi vì phần gối hậu nha là mềm. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta đi vạch kít, chúng ta đi lấy dấu ấy, chúng ta bơm silicone thì chúng ta phải cho silicone nó thoát ra, nó không bị cái áp lực nó nén trở lại, thì dẫn đến cái gối hậu nha của chúng ta nó sẽ vẫn bị biến dạng. Cho nên chúng ta đục lỗ, đục lỗ lên là để nó thoát silicone lên và giảm bớt cái tỷ lệ cái tình trạng bị biến dạng. Thì sau khi mà chúng ta làm được hai cái thìa cá nhân này rồi thì chúng ta lấy dấu thìa cá nhân, và lấy dấu thìa cá nhân nó cắt gọn gàng như lấy dấu như các video trước ấy. Các bạn có thể theo các cái video mà Phù Hình Tháo Lắp mà phần 1 và phần 2 của tỉnh ấy, phần 1 nó chia sẻ về hàm trên và phần 2 chia sẻ về hàm dưới. Thì sau khi các bạn đã lấy được có cái làm cái thìa cá nhân này rồi thì sao, thì các bạn lấy tầm cắt đấy, các bạn nhìn chưa, chập vào phát là nó khít với nhau luôn đấy. Và cái phần là sao, khi nó cái phần này làm mỏng vào, nó cái gối sáp này nó không bị hàm trên cắn vào, chúng ta phải làm đúng cách thì như thế. Đấy, sau khi lấy được hơi, chúng ta dùng cái này chính là thìa cá nhân luôn, thìa cá nhân xong cho cắn, lấy tầm làm tầm cắn luôn ở trên này của gối sáp rồi, lấy tầm cắn luôn và tiến hành gửi về xưởng. Gửi về xưởng thì xưởng lúc đó xưởng sẽ đổ mẫu, lúc đó thì xưởng sẽ đổ mẫu và đổ mẫu sau cùng, và sẽ tiến hành lên răng trên cái này luôn đó, lên răng trên đây luôn. Và mọi người hỏi thế thì bây giờ có những cái câu hỏi là khi mà lấy dấu vành khít thì silicone nó dày lên, thì nữa ông xưởng là xưởng cũng sẽ lại làm nền hàm dày như này à? Hoàn toàn không có. Thì lúc đó thì tỉnh sẽ có cái phương pháp của mình để làm sao cho cái nền hàm nó sẽ mỏng đủ độ dày, không quá dày. Đó. Thế là sau khi các bạn làm trực tiếp được những cái này trên phòng khám rồi thì bệnh nhân của các bạn chỉ đi bao nhiêu? 1-2 lần. 2 lần, và lần thứ 3 là sao? Là lần hoàn thiện. Thì bệnh nhân chỉ đi có 3 lần thay vì là gối thề cá nhân đi 1 lần này, gối sáp nền tảng đi 1 lần này, là 2 này. Thử răng đi 1 lần là 3 này, hoàn thiện đi 1 lần đi là 4 này. Đó. Thế bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Là bằng sao? Bớt được cái bước mà làm thìa cá nhân này, là một là sau này là phải làm gối sáp gửi lên là bớt được 2 lần. Mà bệnh nhân không phải đi lại nhiều thì nhất là trong cái tình trạng dịch bệnh như này, hay là những cái cụ già mà sức khỏe yếu này không đi được, thì đây là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Lại giảm được cả cái bước cho xưởng, giảm được cả những cái công đoạn cho xưởng luôn. Và các bạn cứ tính mà xem, mỗi cái miếng này nó có mấy chục nghìn thôi, cũng bằng tiền gửi xe, sao lại mất công bằng nhân đợi mấy hôm. Thay vì thế chúng ta làm luôn, rất tiện, rất nhanh, nói chung là rất happy. Thế nếu mọi người mà thấy cái video này nó hữu ích thì có thể share cho đồng nghiệp, hoặc là có thể share cho cái đội ngũ, cái team của mình xem, và chúng ta sẽ bắt đầu tập làm, hoặc chúng ta sẽ làm. Thì có gì mà mọi người còn thắc mắc hay là chưa hiểu thì có thể điện theo số điện thoại là 096 929 5533, số hotline của tỉnh, để gặp tỉnh sẽ chia sẻ cho tỉnh, sẽ hướng dẫn cho cái cách làm để sao để giảm bớt cái thời gian đi lại cũng như cái công đoạn mà vẫn đảm bảo được đúng quy trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn.